Liên quan đến sự cố của máy bay Vietnam Airlines vào tối qua, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Lại Xuân Thanh cho biết đã thành lập một tổ điều tra sự cố này. Tổ điều tra gồm 14 thành viên do ông Đỗ Quang Việt, Cục Phó Cục Hàng không Việt Nam làm tổ trưởng. Ngay trong đêm ngày hôm qua, hộp đen của chiếc máy bay Airbus A321, máy bay thực hiện chuyến bay VN1266 gặp sự cố, đã được niêm phong đưa về Cục Hàng không Việt Nam. Tổ điều tra sẽ phân tích dữ liệu hộp đen, thiết bị ghi âm buồng lái để xem diễn biến của sự cố này như thế nào. Dự kiến kết quả sẽ có trong 2-3 ngày tới. Trong ngày hôm nay 17 tháng 12, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Hàng không Việt Nam cũng đã quyết định tạm đình chỉ các thành viên tổ bay chuyến bay VN1266 để phục vụ cho công tác điều tra.